Mà Lâm Hết Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mà Lâm Hết Bình Dương nha. Bây giờ là 9:39 ngày 4/9/2023. Mà Lâm Hết thấy chị áo dài, ôi ôi chị mặc áo dài vàng ha, đẹp gái quá. Cái anh đó anh coi cái điện thoại xong mà xếp vô luôn. Gì anh xích ra? Đúng rồi. À, chị gái mặc một cái áo dài rất là đỏ bật, coi chừng trái áo nha. Cái tà áo dài bắp hơn. Chị muốn chụp một cái tấm hình để làm kỷ niệm. À anh Thông, anh nói thiệt, anh thấy chị nổi hả em nổi? Màu nào cũng nổi chứ, đúng không? Bữa nay thì một cái tà áo dài thước tha mỹ miều, đẹp quá ha. Với là một cái màu vàng coi như là phối những cái bông hoa ở phía trước cho nhìn rất là vui. Dạ. Anh vào chụp hình chung với chị luôn đi anh. Nó mi đang chỉnh lại mấy cái bông cái cây phát tài ha. Đó, bây giờ mà Lâm Hết sẽ đứng xa để quay toàn cảnh nha cho tất cả quý cô chú anh chị xem. Ở bên kia thì bà con cô bác đang đi viếng mộ của những cái nghệ sĩ khác. Rồi, cảm ơn anh chị ha. Dạ. Ủa mà nãy em nhớ hình như là có cái chị nào chở cái chị này mà ta. Có không? Có hồi nãy. Hồi xưa. Tại nãy em thấy là có người chàng váy rồi chị chở. Anh thấy cái cây seri này nó
Nó trổ bông quá trời nhiều rồi bà xã. Có trái kìa. Đâu? Đó, đây nè, cái trái này nè. Wow. Thấy không? Chưa thấy luôn. Nè, ra đây, ra đây, ra đây. Cho coi cái trái trong điện thoại em nè. Ừ, cái trái màu xanh lè luôn ha. Ôi, người ta là 109 rồi mà. Đây nè. Giờ để anh xem coi. Đó. À, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Để 15 mét phóng cho bà con cô bác xem nha. Trời ơi, nghĩ sao cái trái cứ tí xíu và bà bảo nhìn bà cũng thấy được. Quá là tài luôn á. Đó, như vậy các cô chú các chị thấy không? Làm sao mà thấy được? Vậy mà ba nhìn ba thấy, ba chỉ 15 mét, ba nhìn 15 mét nhìn cả buổi trời luôn. Ủa hai anh chị đâu rồi? Ở ngoài đây thì chắc ngồi ở đây. Hai anh chị ngồi ở đây ha. À, cả gia đình ngồi ở đây. Đó. Sáng nay thì vắng hơn hôm qua, thấy rõ ha bà xã. Đúng rồi. Ôi, sao cái cây nịnh nó đen đen ở chỗ này ta? Em thấy không? Nó bị móc hả? Không, đi chảy mũ ra hả? Cây này làm gì có mũ? Là ai chế gì vô? Đi ai chế gì vô hả? Mềm mềm á hả? Có kiến rồi nè ha, kiến nè. Rồi. Nè, kéo sợi ra được nè. Hay là cái chỗ mà cái thẹo người ta trét cái gì lên ta để cho nó đừng có bị ấy, chắc vậy quá ha. Cũng có khả năng tại vì nó kéo sợi ra được y như mũ hả? Chắc có lẽ là cái thẹo á, nghe cái thẹo mà cái vết là vết cắt á, cái người ta sẽ trét lên đó một cái thứ thuốc gì đó để cho nó đừng bị bệnh á, ý là vậy đó. Cho đừng lan ra. À, mưa rồi. Bữa nay thì sáng nay thì anh áo vàng với là anh Phương áo vàng với là anh Ngọc là không có đến ha. Còn anh thì bệnh, còn anh thì đi về đám giỗ đó. Bây giờ mưa luôn rồi, bây giờ 15 mét đi vô mưa rồi vô trong rạp kìa chị, không thấy mưa hả? Mưa rồi mà. Lấy ghế ra đây mình ngồi nè. Mưa rồi. Đó. Nghe nó mùa hiểm chút nữa nước không? Tát á cá luôn. Không, mưa này không lớn đâu, không đủ tát đâu. Tát cá luôn. Dạ, con chào các cô. Con chào ba cô. Dạ. Cô ở đâu đến cô? Dạ, mình đi đường nào mà con ngoài kia con vô đây con không thấy con mấy. Dạ. 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 Dạ, vì vậy là bữa năm đi cũng tàu mã ha. Dạ. Dạ. Trời ơi. Giờ là trời bữa nay không được tốt rồi, mới đây mà trời mưa phùn rồi. Mà cũng may ha, hôm nay là có dù rồi có rạp đó, đỡ. Rồi đến đây thì 15 hết, Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.